Chào mừng các bạn đến với chương trình nhận định bóng đá dự đoán kết quả vòng 22 ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 được phát trên kênh YouTube Tin bóng đá. Dưới đây là dự đoán kết quả soi kèo trận đấu giữa Brighton và Bournemouth diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 4 tháng 2 năm 2023 trong khuôn khổ vòng 22 Premier League mùa giải 2022-2023. Lúc này Brighton đã khẳng định mình như một kẻ ngáng đường đáng gầm với chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại FA Cup. Ngoài ra, chim mồng biển đã vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, một vị trí trong top 4 có vẻ hơi quá sức với họ. Tuy nhiên, tấm vé dự Europa League là mục tiêu không quá xa vời. Nhiệm vụ trước mắt của Brighton là đánh bại Bournemouth ở vòng đấu này. Phía bên kia chiến tuyến, đội khách đã trải qua 5 vòng đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Bournemouth suýt chút nữa đã đánh bại Nottingham Forest, nhưng lại để đối thủ gỡ hòa phút 83. Một kết quả khiến họ chôn chân ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. May mắn là cách biệt của họ với nhóm trên là khá mong manh. Họ đủ sức thoát khỏi tình cảnh nguy nan trước mắt nếu lối chơi được cải thiện và giành kết quả tốt. Trước mắt là trong chuyến làm khách trên sân Brighton ở vòng đấu này. Về kèo bóng đá trận đấu giữa Brighton và Bournemouth theo các nhà cái châu Á, mức kèo Bournemouth chấp 1/1/2 là con số khiến nhiều nhà đầu tư phải e ngại. Đội chủ nhà có phong độ tốt nhưng không phải lúc nào họ duy trì sự ổn định. Brighton có thể chơi tốt trước các đội bóng lớn, tuy nhiên họ lại có trận thua bất ngờ trước đội bóng không được đánh giá cao. Ngoài ra, Bournemouth đang chiến đấu hết mình vì mục tiêu trụ hạng. Vì thế, đội khách sẽ nhập cuộc với quyết tâm không hề nhỏ. Thế trận không hề dễ dàng đối với đội chủ nhà Brighton. Vì thế, rất khó để Brighton có thể giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên. Và mức chấp kèo trên là cực kỳ khó với những người được chơi. Về tỷ lệ bàn thắng trong trận đấu giữa Brighton và Bournemouth, thống kê cho thấy trong 10 trận gần nhất của Brighton có đến 8 lần cửa tài mang về chiến thắng cho nhà đầu tư. Lối chơi có phần ngổ ngáo của đội chủ nhà dù phải đối mặt với các ông lớn khiến diễn biến các trận đấu luôn sôi động và hấp dẫn, và Brighton luôn biết cách tạo ra bất ngờ trước các đội bóng lớn. Trong khi đó, Bournemouth thì ngược lại, họ có phần thận trọng hơn trong những trận đấu gần đây. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ông lên cao, chắc chắn Brighton sẽ giành quyền kiểm soát bóng và gây áp lực lên phía sân của Bournemouth. Nhiều khả năng trận đấu giữa Brighton và Bournemouth sẽ có nhiều bàn thắng được ghi và lựa chọn tài trong trận đấu này là hợp lý. Theo các nhà cái châu Âu, giữa Brighton và Bournemouth, mỗi câu lạc bộ đều có mục tiêu riêng để theo đuổi. Với vị trí hiện tại của Brighton, họ đang cố gắng thách thức một vị trí trong top 6. Ngược lại, Bournemouth đang lo cho cuộc chiến trụ hạng và quyết tâm là điều đội khách không hề thua kém đối thủ của mình. Một trận đấu hấp dẫn với những fan miếng trả miếng của đôi bên. Tuy nhiên, phong độ hiện tại thì Bournemouth có nguy cơ chìm sâu vào vũng lầy và khó thể gây bất ngờ trên sân của một Brighton đang hừng hực khí thế. Nên nhớ, ngay cả khi đối đầu với các câu lạc bộ được đánh giá cao hơn thì Brighton không hề ngán ngại. Một dàn cầu thủ đồng đều kết hợp ăn ý giúp cho chim mồng biển có thể tranh chấp song phẳng ở khu vực giữa sân. Trong khi đó, Bournemouth buộc phải nhường lại thế trận và điều này đặt không thành đội khách luôn trong tình trạng báo động, rất có thể họ sẽ phải là người rượt đuổi tỷ số trong trận đấu này. Nhiều khả năng hiệp 1 sẽ có bàn thắng. Từ những phân tích trên, tin bóng đá dự đoán trận đấu giữa Brighton và Bournemouth sẽ kết thúc với chiến thắng dành cho chim mồng biển. Được biết, trận đấu giữa Bournemouth và Brighton trong khuôn khổ vòng 22 ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 diễn ra vào lúc 22 giờ hôm nay, mùng 4 tháng 2 năm 2023. Theo bạn, giữa Brighton và Bournemouth, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ team bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.